Khác với dự đoán của nhiều người cho rằng thị trường hoa quà tặng trong dịp lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 sẽ ảm đạm, ít người mua do tình hình kinh tế còn khó khăn, thì ngay từ thời điểm trước đó 2 ngày, tại nhiều cửa hàng trên các con phố như Tôn Thất Tùng, Xuân Thủy, Thái Hà, mặt hàng quà tặng, đặc biệt là sô-cô-la, luôn tấp nập người ra vào mua sắm. Ghi nhanh tại thị trường Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 2 năm 2014, các sản phẩm quà tặng được đánh giá là phong phú về chủng loại, bắt mắt về hình thức với nhiều mức giá nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau. Các loại sản phẩm sô-cô-la vẫn là mặt hàng được nhiều bạn trẻ quan tâm, lựa chọn trong dịp lễ tình nhân đang đến gần. Ngoài những hộp sô-cô-la nhập ngoại của Pháp, Bỉ có giá từ 200.000 đến 400.000 đồng một hộp, thì những loại sô-cô-la hình trái tim nhỏ sản xuất trong nước có giá từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng một hộp cũng được giới học sinh sinh viên lựa chọn nhiều. Nhiều chủ cửa hàng cho biết, để đáp ứng nhu cầu của người dân, ngay từ trong Tết Nguyên đán đã phải tranh thủ thời gian đặt mua sô-cô-la với số lượng lớn, giá rẻ để bán ra vào đúng dịp Valentine. Loại hộp sô-cô-la hình trái tim có kèm theo những tượng đôi tình nhân, các cặp gấu bông hay những lọ thủy tinh đựng đủ loại sô-cô-la cũng rất được ưa chuộng. Những hộp sô-cô-la này có giá từ 70.000 đồng một hộp cho đến loại 300.000 đồng một hộp. Cũng trong dịp này, để phục vụ nhu cầu mua hoa tăng cao của người dân trong ngày Valentine, tại khu vực chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, ngay từ 22 giờ đêm đã tấp nập những lượt xe máy, xe tải, chất đầy hoa hồng, hoa ly, vốn là những loại hoa được ưa chuộng trong ngày lễ tình nhân. Tập trung chủ yếu nhất vẫn là các loại hồng đỏ, hồng vàng và hồng trắng, với giá mỗi bó dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng một bó 50 bông. Các loại hoa ly, hoa lan cũng tăng gấp 2, gấp 3 so với ngày thường.